Chào các anh chị và các bạn, đây là kênh mà tôi sẽ tổng hợp kiến thức, hình ảnh về các loài cây của Việt Nam và công dụng của chúng trong cuộc sống của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cây xương sáo thuộc họ hoa môi, cây còn được gọi là cây thạch đen, lương phấn thảo, tiên nhân đông, cây thủy cẩm, xương sáo đen trắng. Cây xương sáo là loại cây thân thảo có vòng đời ngắn, cao khoảng từ 30 đến 60 cm. Toàn thân đều có lông trắng bao phủ, ít phân thành nhánh, lá cây xương sáo thường mọc đối xứng nhau, phiến lá có hình trứng và thuôn dài, ở ngọn, mép lá dày có hình răng cưa. Hoa cây xương sáo có màu hồng hoặc màu trắng, thường mọc thành chùm, ở ngọn, mỗi chùm dài khoảng 10 đến 13 cm, được phủ một lớp lông mịn, quả nhẵn, thuôn dài khoảng 0,7 mm. Hoa và quả thường nở vào mùa thu hoặc mùa đông. Cây xương sáo chủ yếu mọc hoang ở vùng rừng núi, về sau mới được trồng tại các vùng đồng bằng lớn như đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ. Cây có thể thu hái quanh năm nhưng chủ yếu vào mùa mưa. Sau khi thu hái, thân và lá cây sẽ được rửa sạch, sau đó phơi khô để làm thuốc hoặc nấu làm thạch ăn thanh nhiệt. Cây xương sáo có vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể và được sử dụng trong điều trị một số bệnh lý như giảm cholesterol trong máu, chống lão hóa da, tăng hiệu quả quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể, chữa đau nhức xương khớp, viêm khớp cấp tính, hỗ trợ điều trị viêm thận cấp tính, bệnh đái tháo đường, điều trị cảm mạo, huyết áp cao. Anh chị nên tham khảo ý kiến tư vấn của bác sĩ trước khi sử dụng cây thuốc này. Nếu thấy nội dung này là hữu ích thì nhờ anh chị chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình và ấn thêm vào nút like để giúp cho kênh có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị. Chúc anh chị có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.